Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã đến Chăn Nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em lên bò siêu cọp cái của chú anh chị. Đó, con này kiểu mẫu cực kỳ đẹp luôn ha, mẫu nuôi chú anh chị. Giờ mời cô chú xem theo dõi nội dung ha, thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Bò này tầm 10 tháng rưỡi bò chú anh chị, 10 tháng rưỡi 11 tháng này. Đó. Giờ em quay hình ảnh chi tiết ha. Thấy giá cả ưng ý mua liên hệ cho em ha chú anh chị. Đây hình ảnh bò cọ siêu cọp chú anh chị, siêu cọp cái ha. Đó, con này nuôi giống sinh sản cực kỳ tốt luôn. Con này là không phải ốm nhà cho chủ nhà bỏ bê quá nè chú anh chị, thiếu ăn anh ăn dữ dằn luôn chú anh chị. Con này cô chú anh chị mua về nuôi thúc lên cái là nó phè ra nó giữ tàn lắm, chiều cam đo được là khoảng 1m27 của chú anh chị. Đó, đầu trụi ha, đây đầu trụi nha, xương là xương to nè chú anh chị, thấy xương đó không, chân cẳng hoàn thiện, không có bú ép xe gì hết nha. Đây móng đẹp luôn thấy không, chân đứng thẳng lẳng không, dần lúng á. Đó, bò này thì anh chủ nhà cũng có nói là chích ngừa rồi ha, do thiếu ăn nè nên mới ốm vậy nè chú anh chị, chứ không phải bệnh hoạn gì hết nha chú anh chị. Đó, chích ngừa viêm gan nó cục rồi ha, chứ ngừa tụt cái tụng lỗ mụn móng nó chích rồi. Đó nè, cái dàn lúng của nó nè, thấy không, lúng nè, lúng nè, vú nè, chung vậy thấy không. Đó, xương nè, thấy cái xương nó dữ dằn ha, chiều cao là khoảng 1m27 trở về ha chú anh chị. Siêu cọp ha, con này thì đẹp, giờ hàng này chúng tôi cũng gọi là hàng hơi khó kiếm đó chú anh chị. Đó nó nè, nó có tàn dữ lắm nhưng mà chủ nhà bỏ quấy liếc mà nó ốm vậy nè, thiếu ăn đó. Thì cô chú chị mua về con này thúc lên vô nọc một cái là nó khác, cái tàn dữ dằn luôn chú anh chị. Dòng siêu cọp thì cô chú chị đã biết rồi, nó chữa với đẻ con là cực kỳ tốt ha, sẽ lưng tròn định giang trí ha chú anh chị. Đây khung xương rồi thấy không, đầu này tụi hay sấy đáng nghiêm chỉnh nha. Đó, con này anh chủ nhà cũng bán giá là 23.500.000 ha, cũng còn bớt chút xíu tiền xe cho cô chú dùm ở xa ha chú anh chị. Đây này nè, chân trước nè thấy không, xương là to ha, lỏng lãnh, con này tàn cao chú anh chị, nó có tàn dữ dằn mà tại nó thiếu ăn nên nó hơi ốm ha. Cô chú anh chị mua về mình thúc lên cực kỳ luôn. Đó, giá là 23.500.000 hả chú anh chị. Lúng đó nè, quay lại lúng yếm đó nè. Đó, bò này thì anh chủ nhà cũng nói đó cho em là ngừa vaccine đầy đủ hết rồi ha. Đây thì vẫn là có mình nó hay đứng hay chào chào hả chú anh chị. Bò tầm 10 tháng rưỡi 1 tháng nè. Đó, siêu cọp ha. Con này nuôi giống để giống nền sinh sản cực kỳ tốt luôn. Nè coi lại xé lưng nữa nè. Bạn giàu bạn có cha mẹ bao bọc, bắt đầu nào hiểu cái nghèo khó. Ở hình ảnh quay nè ha, cái dòng siêu cọp thì đó mà cô chú anh chị là có mua nuôi sinh sản thì biết rồi ha, đi sữa đến đầu ha, siêu cọp anh cốt nè ha chú anh chị, dai nè, yếm nè, thấy không, chân trước chân sau nè, đó lúng rồi hai chú anh chị thấy không. Đó, đó em quay hình ảnh thực tế nè, chiều cao là anh nằm một khoảng 1m27 trở về ha chú anh chị, qua to nha. Đó, có thì giờ cô chú chị ưng ý mua liên hệ cho em, ăn uống bình thường hết nha chú anh chị ha. Đây thấy cái tạng nó dữ dằn không, con này cô chú chị mình nuôi thúc lên cái lên giống nó cái vô cái nó phè dữ dằn lên tặng nhất luôn, nó chiều cao dữ không ha.
đâu có bay được. Em cũng về không chuyển máy. Đất nè. Thấy không? Rồi. Bây giờ em cũng xin kết thúc video đây ha. Đó, cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Đây là con bò kem nè, chú anh chị, con này được 12 tháng bò là cô chú anh chị đang lên giống ha. Dòng kem Pháp. Đó, cô chú anh chị nào muốn mua liên hệ cho em ha. Chân tốt nè, thẳng rẳng chân sau thẳng rẳng ha. Con này chiều cam đo ngay đích là 1m29 ha, ngay cái lưng dài là 1m25, ngay sáng 1m25 cho anh chị. Thì khoảng nằm trong khoảng đó thôi, cam ngay đích này 1m29 á, nằm khoảng 1m29 tới về. Cái lưng nè thấy không? Đích nè. Qua nè ha. Con này bự lứa là ngay chú anh chị. Đó. Con thì mấy bò này thì có chích ngừa hết trơn rồi, cô chú anh chị được an tâm khỏi lo ha. Lúng nè. Con này đúng thấy không? Đây. Thì con này anh chủ nhà ông bán giá là cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn. Giá là 2-3 triệu ha. Sai trán nè, sai lưng nè. Thấy không? Giá này giá cực kỳ yêu thương luôn. Ở 23 triệu thì cô chú anh chị mình còn chần chừ nữa, nhanh tay nhấc máy rồi gọi cho em nghe chốt liền ha. Con bò trành thành giá có 23 triệu nè, cô chú anh chị thấy không? Con này để nuôi giống sinh sản cực kỳ ok, bị cái tạng lớn nè. Con này mình cấy nuôi chữa cái là tạng á, hết biết luôn ha. To nha chú chị. Đó. Ngay cái đầu này ha, cái hồng đít là 1m29 trở về ha. Giá là 23 triệu. Đó. Đó, em cũng có thương lượng chủ nhà rồi ha. Đó, thì cô chú chị thấy ưng ý bò này thì liên hệ cho em ngay, nhanh tay nhấc máy gọi liền ha, kẻo lỡ. Đó, dáng đứng này cực kỳ không, vì nó có hơi có chân cẳng thẳng lẳng hết rồi ha, không đứng nè cực kỳ không, mà có hơi có cái đầu sừng hơi xấu rồi. Nó giá tiền thì tiền nào cũng lấy ha cô chú anh chị. À, sai tất nghiêm chỉnh hết nha. Kem Pháp trắng tươi luôn nè. Bên bông bóm ha. Cái lưng đó cô chú chị thấy không? Lưng dài nè. Đó. Kỳ ha. Giá là cực kỳ thương mà giá chỉ có 2-3 triệu à. Đó thì cô chú chị muốn mua thì liên hệ cho em ngay nha cô chú chị. Lông da sắc lạc ha, xé tiện hai bên lưng liếm nè. Thì con bò này em nói là cực kỳ lẻ lẻ, cực lẻ luôn. Nó bự cả 12 tháng, 11, 12 tháng bò mà có 23 triệu rồi. Bò em bán là bò không có bệnh hoạn gì hết, cô chú anh chị đừng an tâm, đừng lo ha. Bò ăn uống bình thường cô chú anh chị. Chim da, diêm da, bóc chim, diêm da, diêm da, bóc chim nè, cỏ mượn móng, tủ tùng là bò này là tiêm đầy đủ hết rồi nha. À, cái xương chậu nó cũng nở ngang cô chú anh chị thấy không? Con này thì cô chú anh chị mua về mình thúc lên lên giống cấy gọi cái là nó dữ dằn, cắn chỗ cái nó phát tàn dữ lắm. Thì con này nó đang lên giống anh chủ nhà xả nước rồi mà chưa cấy lần nào nghe cô chú anh chị. Ngày đâu đó cũng nói rõ ràng ha, chưa cấy lần nào hết, để anh giống anh xả chưa cấy. Đó, cô chú anh chị cũng ít thân ý mua thì liên hệ cho em ngay.